Trận thi đấu tiếp theo hạng cân 54 kg, Lê Đăng Tùng của Thạch Thất trạm vùng màu đỏ, Hoàng Danh Vĩ Nam Từ Liêm mặc trang phục màu xanh trọng tài thả với đường trên. Trọng tài chuẩn bị hiệp nhất bắt đầu. Đăng Tùng đã được một điểm, Đăng Tùng Thạch Thất được một điểm. Trọng tài nhắc hai vận động viên là thứ nhất thi đấu tiếp tục. Đăng Tùng được thêm 2 điểm, 3 điểm, 3-0.
Đăng Tùng 9 điểm. Đăng Tùng đại bảo của Thạch Thất 9 điểm. Chết hay. Chết hay. Thêm 2 điểm. Dừng trận đấu. 11 điểm. Công bố kết quả. Đăng Tùng Thạch Thất với số điểm 11-0, vận động viên đỏ thắng cuộc, trang phục màu đỏ của Thạch Thất thắng cuộc. Đăng Tùng thắng cuộc.